Chào bạn, thì ngày hôm nay là một ngày tụ trường lại nha các bạn. Thì mình sẽ đi quay một cái vlog cho bạn xem nha. Thì em chúc các anh chị thành công trong công việc nha. Và anh chúc các em nhỏ và các bạn nhỏ là có một cái năm học mới thật là tốt nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ đi quay cho vlog cho bạn xem nha các bạn. Tới bây giờ là 6 giờ 5 phút rồi nè. Bây giờ mình sẽ tranh thủ di chuyển trường ăn sáng nha các bạn. Đi thôi. A few moments later. Chào bạn. Thì bây giờ mình tới nhà bạn mình rồi các bạn ơi. Bây giờ đợi nó soạn tập xíu nha. Đó, còn hai anh em mình ngồi đây chờ nha các bạn. Rồi chút nữa đi ra ngoài ăn cháo ha Duy Phong. Ok. Bạn mình tên Phong nha các bạn. A few moments later. Rồi các bạn ơi, thì mình đã làm lễ tổng kết xong rồi nha. Bây giờ mình ngồi bàn đầu nha. Ok. Chào các bạn nha, chào các bạn nha. Đó, ngồi các bạn mình nha các bạn. Bạn mình đang chơi game nè các bạn. Đua xe nè. Đua xe nha mấy bạn ơi, đang thua mấy bạn ơi. Rồi đó, nói chung lớp mình vậy hả bạn? Đó, vậy thôi. Thì thế là kết thúc cái buổi sáng tụi mình học xong rồi các bạn ơi. Mà mình quên nhưng mà quay cho các bạn xem cái lớp mình học là lớp mấy nữa. Thôi để về bây giờ mình sẽ về nhà mình ăn cái nha các bạn. Rồi chiều mình lên mình quay cho các bạn xem sao nha. Đó bây giờ mình học 5 tiết nha các bạn. Giờ ra về khoảng là 11 giờ 45 rồi đó các bạn. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình đã tới trường rồi nha. Bây giờ mình sẽ đi lên lớp của mình nha các bạn. Đi thôi. Đây. Đó. Đây vẫn là cái kính quen thuộc nha các bạn. Ok, giờ mình sẽ đi lên lớp của mình nha. Hình như lớp của mình là ở trên kia nữa các bạn ơi, trên đây nữa hay gì nè. Đúng rồi, trên đây nè. Ở thì trên này cũng có một cái kính đó nè các bạn. Đó, thấy chưa? Quá ok. Đây, bây giờ mình sẽ đi lên lớp của mình nha các bạn. Thì năm trước mình có quay một clip cho các bạn xem, đó chính là review cái lớp của mình rồi đó. Hình như cái lớp cũ của mình là lớp 16 bên đây nè các bạn. Đây. Bây giờ đổi lên cho lớp 10 nha. Ủa, lớp mình nằm đâu ta? 10A2 nè. Ủa, rồi lớp của mình nằm đâu ta? À, lớp của mình ở dưới lầu 2 các bạn ơi, mà mình đi lộn lên lầu 3. Trời ơi. Đây. Như lớp của mình dưới đây gì nè các bạn. Để mình coi coi. 11CB3, mình học 11CB2 nha các bạn. Đây. 11CB2 đây nha. Bây giờ mình sẽ vô nha các bạn. Đây mà có đi vô thôi. Thì chiều nay thì mình học 4 tiết các bạn, cho nên mình đi sớm nha. Mà giờ lớp mình chưa ai vô cho các bạn ơi. Đó. Hồi sáng nay thì tụi mình khai giảng xong thì vô học luôn các bạn ơi. Học môn ngữ văn còn nè các bạn. Đó, lớp mình chỉ đơn giản vậy thôi nha các bạn. Ê, mình thì năm nay mình được ngồi bạn nhất nha các bạn. Được ngồi với bạn mình nha. Đây. Hồi năm trước thì học ở trên lầu 3 các bạn. Còn năm nay thì giờ xuống lầu 2 học nha. Đây. Còn đây là sân trường, cái chỗ đó là chỗ đánh banh nè các bạn. Chỗ đó đó. Ok. Mưa quá trời mưa luôn các bạn ơi. Không biết chỗ các bạn học á, các bạn trường các bạn có mưa không, chứ tụi mình là sáng mưa mưa về không được luôn các bạn. Rồi ok, thôi bây giờ mình sẽ đi mua nước uống các bạn ơi, đi thôi. Thì thế là kết thúc một ngày đi học của mình rồi các bạn ơi. Thì mình chúc các bạn có một cái năm học thật là vui vẻ, đạt thành tích cao nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi về các bạn. Trước khi về mấy anh em mình làm vài tấm hình để kỷ niệm này các bạn ơi. Bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nha. Nếu bạn đã hết video này, hãy cho mình xin một đăng ký, like, chuông ủng hộ kênh Ngá TV của mình nha. Còn bây giờ thì bye bye.
Thank you.